Bây giờ là bài 54 tương ứng với phần 2 bài 24 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Hãy nói, thầy ơi, chúng em muốn học thái cực quyền. Lão sư, 我们想学太极拳. Bây giờ có thể báo danh được không ạ? Hiện tại có thể báo danh không? Có thể, được. Có thể. Bắt đầu. Khai sử. Khai. Khai. Sử. Sử. Khai sử. Khai sử. Bắt đầu học. Khai sử xuế. Khai sử xuế xí. Bắt đầu tham quan. Khai sử tham quan. Khai sử tham quan. Bắt đầu chuẩn bị. Khai sử chuẩn bị. Khai sử chuẩn bị. Bắt đầu xuất phát. Khai sử chu pha. Khai sử chu pha. Bắt đầu lên lớp. Khai sử sang khờ. Khai sử sang khờ. Lúc nào bắt đầu lên lớp ạ? 什么时候开始上课? 什么时候开始上课? Hãy nói, thầy ơi, chúng em muốn học thái cực quyền. 老师，我们想学太极拳. Bây giờ có thể báo danh được không ạ? 现在可以报名吗? Có thể, được. 可以. Lúc nào bắt đầu vào học ạ? 什么时候开始上课? 什么时候开始上课? Hãy nhắc lại cách nói thứ hai tuần sau. 下星期一 下星期一 Thứ tư tuần sau 下星期三 下星期三 Thứ năm tuần sau 下星期四 下星期四 Thứ sáu tuần sau. 下星期五. 下星期五. Thứ bảy tuần sau. 下星期六. 下星期六. Hãy nhắc lại, thầy ơi, chúng em muốn học thái cực quyền. 老师，我们想学太极拳. Bây giờ có thể báo danh được không ạ? 现在可以报名吗? Có thể, được. 可以. Lúc nào bắt đầu lên lớp ạ? 什么时候开始上课? Thứ hai tuần sau. 下星期一. 下星期一. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung.
đồng nhân dân tệ hay là đô la? Hoàn nhân dân tệ hay là mỹ yuan? Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Cũ mới. Cũ xin. Uống cốc bia. Hơ bê bí rượu. Luật sư. Luật sư. Hoặc là hoặc là siêu thị, chào sư, nhân viên phục vụ, phục vụ viên, làm phiên dịch cho họ, kể thà mần đăng phan yi, dài ngắn, tráng, toán. Thử thêm một chút, lại thử một chút. Zài shì shì. Năm nay bao nhiêu tuổi? Jī nián duō dà? Dự định qua thế nào? Dự định đón thế nào? Dǎ suǎn zěnme guò? Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Đi ra sân thể dục rèn luyện thân thể. Chuy sao trắng toàn luyện thân thể. Giáo viên năm thứ nhất. Y nhiên chí đờ lão sư. Để em nói trước đi ạ. Rằng ngồi xin xua bà. Trước khi đến Trung Quốc. Lái Trung Quốc ý chén. Viện bảo tàng. Bố ủ quản. Cách đây bao xa? Lý trò yếu đua yuẩn. 700-800 mét. 700-800 mét. Có thể bảo cho tôi được không? Nâng cao sủ của mà. Ngồi xe số 375. Dùa 375 lũ chưa? Mua vé cho tôi. Cái búa mái phèo. Thôi, có mỗi một tệ. Nguyên văn là, thôi rồi đi, mới một tệ. Soạn là bà, cháy khoải. Cổng trường. Xuế xào mấn khẩu. Nhưng mà chỉ biết nói. Khờ sư chỉ hội xua. Nói rất nhiều lời. Xua hẳn đua hỏa. Đánh thái cực quyền. Tả thái chí quyền. Tuần sau đi báo danh. Xa sinh chi chú bảo mình. Bắt đầu lên lớp. Khai sử sang cửa. Thứ hai tuần sau. Xa sinh chi y.